Thưa quý vị, mới đây bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc đề xuất nghiên cứu, khảo sát đầu tư tổ hợp dự án khu du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao và dự án đầu tư bến tàu đưa rước khách đường thủy từ chợ Long Xuyên, bến phà Ô Môi, phường Mỹ Long qua dự án khu du lịch Cồn Phó Ba và khu lưu niệm Bác Tôn, xã Mỹ Hòa Hưng. Theo đó, sau khi nghe đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phú An, An Giang trình bày ý kiến, đề xuất nghiên cứu, khảo sát đầu tư, thực hiện tổ hợp dự án khu du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và thể dục thể thao tại Cồn Phó Ba, xã Mỹ Hòa Hưng, bố trí trạm dừng chân, bãi xe trung chuyển, phục vụ đưa rước khách đến khu du lịch tại phường Mỹ Hòa, đề xuất dự án đầu tư bến tàu đưa rước khách bằng đường thủy từ chợ Long Xuyên, chỗ bến phà Ô Môi, phường Mỹ Long qua dự án khu du lịch Cồn Phó Ba và khu lưu niệm Bác Tôn và ngược lại. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã có ý kiến đóng góp về sự cần thiết đầu tư các dự án trên địa bàn, việc ra soát quy hoạch, sử dụng đất tại các vị trí dự kiến đề xuất dự án cũng như các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây ghi nhận và đánh giá cao đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phú An, An Giang về các dự án dự kiến đầu tư trên địa bàn, các dự án phù hợp với định hướng phát triển thành phố Long Xuyên, tận dụng và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển thương mại dịch vụ, kết hợp du lịch sông nước, chợ nổi, kinh tế đêm. Do đó, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên sẽ tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công ty đầu tư, nghiên cứu, triển khai dự án, trong đó giao các phòng ban ngành thành phố đồng hành cùng công ty trong quá trình vận hành hồ sơ thủ tục đảm bảo đúng quy định của pháp luật, với mong muốn các dự án sẽ sớm được triển khai thực hiện, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển nhanh toàn diện của thành phố Long Xuyên, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng anh hùng. Sáng 22 tháng 4 tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh An Giang tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo tình huống giả định, do sự cố điện phát sinh ngọn lửa trần gây cháy tại kho lưu trữ tầng 6 của trụ sở làm việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương, nhân viên ngân hàng báo cháy bằng chuông báo động và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận cứu người bị nạn, di chuyển tài sản có giá trị, thoát ra ngoài và triển khai phương án chữa cháy tại chỗ, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh An Giang điều 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy của ngân hàng triển khai đội hình chữa cháy. Một nhóm cứu người bị nạn còn kẹt thoát ra ngoài, nhóm còn lại kết hợp phương tiện và lực lượng chữa cháy tại chỗ, khống chế đám cháy và làm mát các tầng còn lại của trụ sở, tránh cháy lan. Sau thời gian 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Kết thúc buổi diễn tập, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã nhận xét, rút kinh nghiệm trong việc diễn tập và công tác phòng cháy chữa cháy đối với các thành viên của ngân hàng để khắc phục những khó khăn, vướng mắc cũng như đề cao công tác phòng cháy chữa cháy và sự phối hợp tác chiến trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra cháy nổ, hạn chế thấp nhất về thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Công an thành phố Long Xuyên đã thực hiện nhiều mô hình hoạt động xã hội thiện nguyện thiết thực, ý nghĩa, hướng tới chăm lo hỗ trợ, nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ, người lao động và bà con nhân dân nghèo, từ đó tô đậm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Trong 3 năm gần đây, nhất là trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công an thành phố Long Xuyên đã thực hiện hiệu quả mô hình phiên chợ không đồng, qua xuân đón Tết gắn kết yêu thương, hỗ trợ gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm cần thiết đến cho hộ nghèo, hộ khó khăn, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa khác cũng được triển khai như thăm hỏi tặng quà cán bộ hưu trí, thân nhân, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, hỗ trợ cất mới và sửa chữa nhà máy ấm tình thương, hỗ trợ bệnh tật, trao học bổng, học phẩm, nhận bảo trợ xã hội hàng tháng đối với phụ nữ nghèo, học sinh khó khăn, trẻ mồ côi do COVID-19 với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Tính từ Tết Nguyên Đán Quý Mão đến nay, Công an thành phố Long Xuyên đã trao tặng gần 900 phần quà và 6 tấn gạo cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, nhân viên hợp đồng, hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Đồng thời, vận động hỗ trợ 95 triệu đồng xây dựng nhà, máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn là nhân viên hợp đồng đang làm việc tại Công an thành phố Long Xuyên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở,
Sự quan tâm chăm lo trên không chỉ tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố yên tâm công tác, cống hiến cho cơ quan đơn vị, mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Em cảm ơn ban lãnh đạo, với cảm ơn các anh chị ở bên công đoàn, với mạnh thường quân đã hỗ trợ cho em được có căn nhà để em có thể hoạt động công việc của em thuận lợi rồi kia. Em sẽ cố gắng trước. Công an Long Xuyên của An Giang mình thì cái thứ nhất là phải nói là cái công tác xã hội từ thiện gần đây các anh làm rất tốt, đặc biệt nhất là lúc cái Covid-19. Khi Covid-19 bùng nổ, bùng phát dữ dội thì các đồng chí này sẵn sàng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, là các đồng chí tham gia rất tích cực, là trong đó là ủng hộ, điều động, giúp đỡ và dẫn dắt bà con mình từ làm ăn phương xa trở về, vận động tiền của, vận động gạo thóc, vận động thức ăn, lương thực, thực phẩm, và thậm chí có nhiều đồng chí đi mua hàng cho dân. Đây là một cái hình thức, đây là một cách làm quá tốt đối với người công an nhân dân. Những hoạt động xã hội từ thiện thiết thực ý nghĩa trên đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ công an thành phố Long Xuyên tâm huyết, trách nhiệm, sát dân, gần dân, chăm lo bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Từ đó, người dân càng thêm tin tưởng, yêu thương lực lượng công an, tích cực tham gia cùng lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cụ thể, trong năm 2022 vừa qua, các lực lượng chức năng công an thành phố và phường xã đã tiếp nhận trên 2.500 tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. Qua đó, đã kịp thời đấu tranh, làm rõ 284 vụ, bắt xử lý 703 đối tượng phạm tội, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Gian qua thì công an thành phố Long Xuyên chúng tôi bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giúp cho người dân, đặc biệt là các hộ lao động, hộ khó khăn, các em học sinh, điều kiện gia đình hạn chế mà hiếu học, vượt khó học giỏi, nhân dân. Thì đây là những đối tượng mà công an thành phố Long Xuyên chúng tôi rất quan tâm. Chúng tôi nhận thức được ý nghĩa của cái việc làm này là một là mình vừa tạo cái hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng quần chúng nhân dân. Vấn đề thứ hai là mình xác định là công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, thì mình hỗ trợ người dân thì người dân sẽ quay lại ngược lại hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm. Niềm tin và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân chính là động lực tinh thần và là điều kiện quan trọng giúp lực lượng công an thành phố thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Giám đốc Công an tỉnh với lực lượng công an cấp xã, Đại tá Lâm Phước Quyền, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và trưởng công an các xã, phường, thị trấn. Thời gian qua, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước và an ninh trật tự, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đảm bảo quy định pháp luật. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển sâu rộng, có nhiều đổi mới. Điều đó đã khẳng định việc bố trí công an chính quy về xã là chủ trương lớn, hoàn toàn đúng đắn, mang tính chiến lược, căn cơ, lâu dài của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lâm Phước Quyền, Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, công an cấp xã phải thực hiện có hiệu quả hơn công tác nắm, phân tích, đánh giá, từ đó dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn các chủ trương, đường lối về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở, phải chú trọng thực hiện các chỉ tiêu của đề án số 06 và hai dự án, nhất là chuyển từ tiếp nhận trực tiếp sang trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen của Công an tỉnh
cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong năm đầu tiên triển khai đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến đã cho thấy những tiện ích hiệu quả đối với nhà trường, phụ huynh và học sinh, tạo thuận lợi cho các em trong thủ tục giấy tờ cũng như dành thời gian cho việc ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, ghi nhận tại Quyền Chợ Mới. Trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn, thị trấn Chợ Mới được chọn làm điểm để triển khai đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến ở Quyền Chợ Mới. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn có tổng số 10 lớp 9 với 352 học sinh. Qua 2 ngày triển khai đăng ký, cơ bản các học sinh khối 9 của trường đã hoàn thành đăng ký 2 nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Để triển khai thực hiện tốt việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến, trước đó Ban giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên chủ nhiệm khối 9 đã gặp gỡ thông tin và giải thích đến các phụ huynh về hình thức đăng ký mới này. Để từ đó, phụ huynh tìm hiểu và tư vấn hỗ trợ con em mình trong việc đăng ký chọn nguyện vọng phù hợp. Các giáo viên chủ nhiệm vào phần mềm quản lý giáo dục Việt Nam VNEDU để hỗ trợ trích xuất dữ liệu tài khoản định danh, mật khẩu cho học sinh lớp mình thuận tiện đăng ký. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy môn tin học hỗ trợ hướng dẫn các em cách thức đăng nhập, tạo hồ sơ, kiểm tra thông tin cá nhân, đăng ký và thay đổi nguyện vọng, lưu phiếu để nộp hồ sơ về trường. Nhờ đó, việc triển khai cho các em đăng ký tiến hành khá thuận lợi, nhận được phản hồi tích cực từ học sinh và gia đình. Con thấy rất là dễ, tại vì là đầu tiên là do là tụi con được nhà trường trang bị cho cái kỹ năng mà làm phần mềm tin học rất là nhiều lần, cho nên là cái việc đăng ký rất là dễ tụi con. Tụi con chỉ đăng nhập vào cái Google, xong rồi tụi con chỉ gặp vào đường link mà tụi con có thể đăng ký được. Với lại nó, con thấy là nó thuận tiện hơn mấy năm trước. Tại vì mấy năm trước khi mà mấy anh chị mà đăng ký bằng giấy á, thì khi mà mình viết sai một cái thôi là nó mình phải thay đổi một tờ giấy khác. Còn cái việc này thì mình có thể mở lên mình chỉnh sửa rất là dễ dàng. Ba mẹ tìm hiểu thêm trên mạng, trên internet. Rồi ba mẹ hỏi những cái kiểu là những giáo viên tin học trong trường. Thì qua đó thì cả ba mẹ con thì đều chuẩn bị kiến thức để mà khi mình đăng ký online nó dễ dàng hơn. Thì là em cảm thấy rất là dễ dàng bởi vì thầy cô rất là nhiệt tình, chu đáo và để hướng dẫn các em một cách dễ dàng nhất, và nó tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót, và nó rất là ứng dụng trong công nghệ thông tin, giúp học sinh tiếp cận công nghệ thông tin hơn. Và trước khi đó thì thầy cô đã cung cấp số tài khoản giống như là căn cước công dân của mình và mật khẩu để mình có thể thuận tiện và nhanh chóng đăng ký trong lúc mà thực hiện thực hành trên máy tính. Giáo viên chủ nhiệm là có thông báo với ba mẹ của em về vấn đề đó nè, kiểu giống như là đã trang bị kiến thức cho em sẵn ở trường, và em lúc đó là em phải về nhà em nói với ba mẹ, và mẹ cái là rất là hợp tác với em và ủng hộ em. Sau quá trình chuẩn bị triển khai công tác này và qua 2 ngày tổ chức cho các em đăng ký, phía nhà trường đều tích cực hướng dẫn, giải thích và tìm hiểu khó khăn của học sinh. Trên cơ sở đó, để giải quyết giúp các em thuận tiện hơn trong việc đăng ký trên phần mềm hệ thống. Năm nay thì Sở Giáo dục Đào tạo lần đầu tiên cho các trường trung học cơ sở cho học sinh đăng ký cái tuyển sinh vào lớp 10 qua cái phần mềm đó, thì thấy nó có một số cái thuận lợi. Cái thứ nhất là giúp cho nhà trường nắm nhanh được cái nguyện vọng của học sinh nó thi vào các cái trường trung học phổ thông nào. Cái thứ hai nữa đó là học sinh nó có thể là ở nhà rồi dùng các cái thiết bị có kết nối internet đó, thì các em nó làm nhanh hơn. Rồi lúc đó thì giúp các em nó tham khảo với lại phụ huynh đó, coi cái nguyện vọng chính xác hơn, tránh cái trường hợp là các em nó đăng ký một đường mà phụ huynh học sinh lại không biết. Rồi sau này khi mà tốt nghiệp xong xin rồi thi mà tuyển sinh xong đó thì phụ huynh chuyển đổi nguyện vọng luôn thì nó cũng gây khó khăn, cho nên là cái này nó cũng thuận lợi trong cái việc đó. Cái thứ ba nữa là do cái nhà trường á là sử dụng cái không gian sinh thái, hệ sinh thái chung với lại VNPT á, trên cái hệ điều hành VNPT, cho nên là của VNEDU á, cho nên là rất là thuận lợi trong cái việc mà thu thập các cái dữ liệu của học sinh đăng ký lên. Toàn Quyền Chợ Mới hiện có 19 trường trung học cơ sở, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn, thị trấn Chợ Mới được chọn làm điểm để tổ chức triển khai đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến của quyện. 18 trường trung học cơ sở còn lại đăng ký tuyển sinh theo hình thức truyền thống. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay trên địa bàn Quyền Chợ Mới sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2023.
Mới đây, Hội Khuyến học thành phố Châu Đốc phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao học bổng Thoại Ngọc Hầu năm học 2022-2023. Đến dự có ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Cụ thể, có 102 suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh vừa khó học giỏi ở 3 cấp học thuộc các trường tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc và 15 suất các em sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Với tổng kinh phí trị giá 200 triệu đồng từ nguồn công đức của Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tài trợ. Được biết, đây là hoạt động hàng năm của Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam hỗ trợ nhằm giúp cho các em học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2023. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao so với những ngày bình thường, nên tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và va chạm giao thông. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, thì công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ được tăng cường. Trước, trong và sau dịp nghỉ lễ này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Long Xuyên nói riêng sẽ áp dụng công nghệ thông tin trong tuần tra kiểm soát giao thông, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện xử lý vi phạm, quản lý công tác cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, sẽ duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa cảnh sát giao thông và các lực lượng công an khác để phát hiện xử lý hành vi tụ tập xe mô tô đua xe trái phép, phóng nhanh lạng lách gây mất trật tự công cộng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại. Theo chúng tôi nhận định, trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, thì lưu lượng người và phương tiện giao thông qua địa bàn thành phố Long Xuyên sẽ tăng rất cao, tiềm ẩn nguy cơ có thể ùn tắc giao thông. Chính vì vậy, chúng tôi đã chủ động triển khai các cái giải pháp đồng bộ để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông và phòng chống đua xe trái phép. Trong đó, chúng tôi tiếp tục tập trung các cái biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời chủ động khảo sát, phân luồng, điều tiết giao thông và bố trí lực lượng ứng trực tại các cái nút giao thông trọng điểm, không để ùn tắc giao thông. Chỉ đạo các cái đội phối hợp với công an 13 phường xã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn để phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các cái hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, và trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để từng bước hình thành văn hóa và thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe. Đặc biệt, chúng tôi cũng đã quán triệt toàn thể cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn để chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, điều tiết giao thông thông suốt, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn trong dịp này. Ngoài ra, Công an thành phố Long Xuyên chỉ đạo Công an 13 xã phường trên địa bàn thành phố mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên các địa bàn, ứng trực trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông. Công tác tuần tra đảm bảo khép kín địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Đồng thời, trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục quán triệt và chỉ đạo các cái lực lượng triển khai thực hiện và duy trì thường xuyên các cái mặt công tác tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trong thời gian tới. Qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông,
và thực hiện tốt văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông chính là bảo vệ an toàn bản thân và cộng đồng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, lễ dỗ những nạn nhân Bà Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam lần thứ 45 ngày 16 tháng 3 năm 1978, 16 tháng 3 năm 2023 sẽ được Ủy ban Nhân dân quyền Tri Tôn phối hợp Phật hội Tư ân Hiếu Nghĩa tổ chức vào ngày 5 tháng 5 năm 2023 nhằm 16 tháng 3 âm lịch tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Bà Chúc. Lễ dỗ dự kiến có trên 150 đại biểu cấp tỉnh, huyện, thị trấn, gia đình nạn nhân và học sinh tham dự. Phần lễ cúng có nghi thức đánh trống, trung cổ, khai lễ dỗ, tóm tắt 12 ngày đêm chiến tranh biên giới Tây Nam và mặc niệm đốt đuốc, hồn thiêng, lễ dân hương và nghi thức cúng tôn giáo. Trước đó, vào tối 4 tháng 5, Phật hội Tư ân Hiếu Nghĩa tổ chức lễ thắp quà đằng và nghi thức tôn giáo. Nhà mộ Bà Chúc là nơi lưu giữ những chiến tích tội ác diệt chủng khi Pol Pot, Aung San Suu Kyi tràn vào thị trấn Bà Chúc, huyện Tri Tôn. Chỉ trong 12 ngày đêm, từ 18 tháng 4 đến 29 tháng 4 năm 1978, chúng đã giết hại dã man 3.157 thường dân vô tội của thị trấn Bà Chúc. Khi chiến tranh kết thúc, một số hài cốt đã được thân nhân mang về gia đình an táng. Hiện còn 1.159 sọ được lưu giữ bảo quản tại nhà mộ, trong đó có 1.017 sọ đã xác định tuổi và giới tính. Ngày 10 tháng 7 năm 1980, Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quyết định công nhận nhà mộ Bà Chúc là di tích lịch sử cấp quốc gia. Với trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân An Giang đối với những người dân vô tội đã khuất, hàng năm vào hai ngày 15 và 16 tháng 3 âm lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nói chung, huyện Tri Tôn và thị trấn Bà Chúc nói riêng đều tổ chức lễ dỗ tập thể rất trang trọng cho các nạn nhân. Sáng nay, Nhà văn hóa Lao động tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ tư pháp Nhà văn hóa Lao động tỉnh An Giang. Ban chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ thư pháp nhà văn hóa lao động An Giang gồm 7 thành viên do nghệ nhân thư pháp Hồng Phú làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ ra đời nhằm đa dạng hóa loại hình sinh hoạt và giữ gìn nghệ thuật thư pháp chữ Việt của dân tộc. Hiện câu lạc bộ có 14 thành viên. Những ai yêu thích nghệ thuật thư pháp có thể đến sinh hoạt và đăng ký tham gia câu lạc bộ. Mục tiêu phấn đấu của câu lạc bộ tư pháp nhà văn hóa lao động An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 là kết nạp thêm 100-200 hội viên, tổ chức 10-20 lớp tập huấn về tư pháp. Hàng năm, câu lạc bộ sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình hội qua xuân, trưng bày, triển lãm tư pháp, phục vụ thị hiếu của người dân. Đồng thời, câu lạc bộ sẽ thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt rèn luyện tư pháp, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn về tư pháp. Sau buổi lễ ra mắt, câu lạc bộ còn tổ chức buổi giao lưu với chủ đề Hội ngộ ông đồ. Chủ đề gợi lên hình ảnh về một nét đẹp cổ truyền với không gian ký ức của một thời trong dòng chảy lung linh và đầy bản sắc của văn hóa dân tộc.